Đoàn Thiên Ân khiến khán giả tiếc hùi hụi vì một điều, fan mong có cơ hội thi quốc tế lần hai. Mới đây, Đoàn Thiên Ân bất ngờ thu về nhiều lời khen ngợi từ khán giả hâm mộ khi đăng tải khoảnh khắc bùng nổ, thần sắc rạng rỡ trong trang phục 33. Hậu kết thúc nhiệm kỳ, visual của người đẹp quê Long An được nhận xét thăng hạng thấy rõ, không chỉ về ngoại hình, khí chất kiêu sa nhưng cũng không kém phần đằm thắm dịu dàng của cô, cũng khiến netizen chẳng nỡ rời mắt. Tại phần bình luận dưới đoạn clip, người hâm mộ nàng hậu đã để lại sự tiếc nuối khi trước đó Đoàn Thiên Ân chỉ có 3 ngày sau đăng quang để đến với đấu trường Miss Grand International, điều này khiến cô không kịp trau dồi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết khác. Đối với nhan sắc lúc bấy giờ của người đẹp 23 tuổi, cô hoàn toàn không đủ thời gian để tút tát lại ngoại hình bản thân. Trong suốt quá trình thi, visual Thiên Ân khiến người hâm mộ lo lắng khi có vẻ kém nổi bật hơn các đối thủ khác. Thậm chí người đẹp 23 tuổi còn bị ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International nhận xét có body thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to. Trở về sau hành trình chinh phục ngôi vị, mỹ nhân Gen Z đã có những thay đổi rõ ràng về nhan sắc, tích cực chăm chỉ cải thiện vóc dáng và luôn sẵn sàng thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Chân dài quê Long An dần được lòng khán giả với ngoại hình thăng hạng thấy rõ. Hết nhiệm kỳ, cô nàng còn phá cách với trang phục cắt xẻ đầy táo bạo, không chỉ có thần thái, người đẹp sinh năm 2000 còn khiến dân tình ghen tị bởi body cuốn hút không chút mỡ thừa. Ở thời điểm hiện tại, Thiên Ân là một trong những nhân vật đang được yêu mến và săn đón nồng nhiệt. Người đẹp kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Việt Nam hôm 27 tháng 8, sau một năm nổi tiếng, cuộc sống Đoàn Thiên Ân có nhiều thay đổi tích cực. Chuyện tình cảm của cô được công chúng quan tâm, nhất là sau tin đồn hẹn hò diễn viên Phát La. Cuối tháng 8, hai người tham dự chung sự kiện, diễn viên có hành động chỉnh váy, trò chuyện thân mật với Hoa hậu. Thiên Ân khẳng định giữa họ chỉ là bạn bè, quen nhau do chơi chung nhóm với vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang. Thiên Ân nói, khi bị đồn yêu đương, tôi khá bất ngờ, chúng tôi thân thiết vì nói chuyện phù hợp, có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc. Hiện Thiên Ân muốn dồn sức lực để tập trung xây dựng sự nghiệp. Sau kết thúc vai trò đương nhiệm, cô sẽ quay lại học tập tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phát triển dự án cộng đồng, thử sức với công việc diễn xuất. Tôi quá bận để nghĩ đến chuyện tình cảm lúc này, dù thực tế có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh, Thiên Ân nói. Trong tình yêu, Đoàn Thiên Ân đặt sự thấu hiểu, cảm thông lên trên thay vì ngoại hình vật chất. Tình yêu với cô là không cưỡng cầu, dù người đó là ai, một khi đủ duyên sẽ đến với nhau, cùng xây dựng tương lai. Cô nhìn nhận việc tìm được nửa kia phù hợp cũng sẽ giúp công việc, cuộc sống thăng hoa hơn, giống các cặp trong showbiz hiện nay như Nhã Phương, Trường Giang, Phương Nga, Bình An. Trong tương lai, nếu bước vào một mối quan hệ, Thiên Ân mong được khán giả tôn trọng. Cô nói sẽ không công khai cho đến khi quyết định chắc chắn đi đến hôn nhân vì muốn bảo vệ nửa kia cũng như tạo cảm giác bình yên riêng tư. Hoa hậu muốn kết hôn từ khoảng 27 đến 30 tuổi, từ cô sinh viên phải đi làm thêm nhiều việc mưu sinh đến ngôi vị hoa hậu là bước ngoặt lớn với Thiên Ân. Cô không chỉ được nhiều khán giả biết đến mà còn cải thiện cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Người đẹp tham gia nhiều sự kiện, làm đại sứ thương hiệu, xuất hiện trên sàn catwalk, nhờ đó thu nhập ổn định, hoa hậu hiện làm giám đốc phát triển của một thương hiệu. Tôi đời đời nhưng không phải đã trở thành đại gia, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là lo được cho ba có cuộc sống tốt hơn, không còn phải ở trọ thuê như trước. Cô nói, Đoàn Thiên Ân quê Long An, cao 1m75, nặng 60kg. Trước khi chiến thắng Miss Grand Việt Nam, hồi tháng 10 năm 2022, cô là hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam. Sau đăng quang, cô có 3 ngày chuẩn bị đến Miss Grand International tổ chức ở Indonesia vào top 20 chung cuộc.